đây cũng là chợ Đồng Văn đấy, nhưng mà không phải Đồng Văn Hà Giang nha. Đây là cái Đồng Văn nhỏ nhỏ Bình Liêu Quảng Ninh ấy, nó sát cũng giáp Trung Quốc. Có một khu chợ nhỏ này, chợ này chợ dân sinh của thị trấn nên mình cũng không vào đấy. Mình tóm lại bên trong đấy đồ bán linh tinh cho nên là cũng không có cái gì đặc biệt cả. Đây con phố ở khu Đồng Văn đó, cái thị trấn nhỏ nhỏ này nó khoảng độ 20 cái nóc nhà. Ở đấy thì có một vài cái nhà nghỉ, vài cái quán ăn bình dân. Chắc là chủ yếu là đến đây ở thì mình sẽ đi đây, mình nên đi thăm một vài cái điểm cũng đẹp, nhưng mà cơ bản là sẽ tùy từng mùa. Đây thì mình đi cái cột mốc ở trên biên giới sát với Trung Quốc, cột mốc trên cao, nhiều người đi. Đường thì nhẵn thôi nhưng mà nó hơi dốc và rất khó, tương đối khó lái, độ cao ấy, xe cũng phải ấy. Đây lên đến cái khu vực biên giới rồi. Đây, hàng rào do Trung Quốc xây dựng rất cao. Đây có cam hết này, có cam soi hết này. Đứng lên chứ anh, khuôn bắc biên giới là Trung Quốc nào? Cứ khoảng độ đúng hành tráng và đứng lên cái cảng đá đấy. Anh Khang 30-40 mét là đã có một ấy rồi, một cái cam này, cái cam cơ này. Đi cơ có vẻ mình trèo qua là nó bật điện nên nó giật cho mình chết toi luôn đấy. Mà ai xem em là cô vừa đọc đấy, ta thử xem cái Hòa biết nói câu nào kiếm Hòa. Này sang biên giới, sát biên giới chơi. Giống hai tài à? Em vào đây. Nhân dân hai nước đang phải nói chuyện với nhau, giao tiếp với nhau qua hàng rào. Mấy anh người Trung Quốc, mấy anh ấy cho bia này. Trung Quốc. Đây là thuốc lá Trung Quốc. Chàng lòng. Cô này cô nói đấy cũng nhiệt tình lắm. Khi nào thiếu tiền là vợ liền. Chú YouTuber. Ơi, bye. Của chú.